Thưa quý vị và các bạn, chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm ô cốp là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đồng thời, đây cũng là giải pháp và nhiệm vụ góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chuyên đề nông thôn mới hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị phóng sự cầu ngang hành trình đưa sản phẩm từ làng ra phố. Dùng đất nô công thuộc quyện cầu ngang là một làng nghề truyền thống đã tồn tại hơn 100 năm qua, đó là nghề chế biến hủ tiếu người dân dùng nô công chế biến hủ tiếu không trình trang phô trương đối với họ đó là sự âm thầm là công việc hiển nhiên hàng ngày là niềm yêu mến của lúa gạo thiên nhiên con người của chính quê hương anh hồ minh cường là đời thứ tư nối tiếp nghề làm hủ tiếu tại nô công với tình yêu làng quê yêu sợi hủ tiếu gia đình qua bao mùa nắng gió anh luôn khát khao xây dựng thương hiệu sản phẩm hủ tiếu của làng nghề mình đi xa hơn để đâu đâu cũng biết đến mà không chỉ ở chợ dùng của quyền của tỉnh. Chính ước mơ này thôi thúc anh tìm hiểu, phấn đấu, học hỏi không ngừng và quyết tâm tham gia vào chương trình ô cốp mỗi lần quê một sản phẩm với niềm tự hào và khát khao chinh phục. Sợi hủ tiếu nô công với sự phối trộn hài hòa giữa nguyên liệu chính là gạo và bột mì với tỷ lệ nhất định. Sau khi tráng, bánh hủ tiếu được phơi nắng theo cách thủ công nhằm đảm bảo độ dẻo, trắng trong, thơm mùi gạo mới tiếp cận giới khoa học kỹ thuật, anh Cường cũng chỉ hiện đại quá phần máy móc, thiết bị sai trộn và dàn phơi được bố trí nhà kính, mà không can thiệp vào công đoạn xấy thành phẩm như các nơi khác nhằm đảm bảo hương vị thơm ngon nhất cho sợi hủ tiếu quê mình. Có lẽ sợi hủ tiếu ngon có một phần không nhỏ là do cái nắng cái gió tự nhiên của đất trời ban tặng. Chính vì thế mà con người nô công vẫn mãi giữ gìn. Hiện nay ở ấp nô công có 12 hộ làm nghề sản xuất hủ tiếu công suất hàng ngày cung cấp cho thị trường 3 tấn hủ tiếu thành phẩm. Ngoài thị trường truyền thống tại địa phương, hủ tiếu nô công theo chân thương lái đến với các thị trường mới như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh thành lân cận. Thì bây giờ tất cả những cái vấn đề như là tôi đã có giấy kiểm định của trường đại học Trà Vinh, công bố sản phẩm của trên huyện, rồi tất cả những thủ tục giấy tờ thì đã nói chung là cũng đã 80-90% với lại bên cục xã hội trí tuệ cũng đã đang nhận hồ sơ của tôi và sẽ trong xong hai tháng nữa họ sẽ gửi về và được công nhận thêm một cái cục xã hội trí tệ nữa là với lại bên cục an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã nhận hồ sơ hết rồi cái mong muốn tôi thì chỉ giống như là đưa vào những như bách quá xanh hoặc là những cái siêu kênh siêu thị để cho mọi người biết được là ở tỉnh Trà Vinh, huyện Cầu Ngang này có một cái đặc sản là hủ tiếu nô công để cho cái thương hiệu của hủ tiếu này nó sẽ đi xa hơn nữa. Hiện nay trên địa bàn nô công của xã Thường Hòa thì có 12 hộ làm hủ tiếu là trong cùng một cái thân tộc thì nhận thấy cái làng nghề truyền thống mà của nô công thì có rất là lâu nhưng mà hầu như là sản xuất tự phát nhỏ lẻ tự sản xuất tự tiêu thụ thì cái tiếng giang nó cũng chưa có lớn từ đó xã mới xác định là à, chọn làm cái sản phẩm của xã để mà xây dựng cái sản phẩm ô cốp thì cái mục đích là để đưa cái thương hiệu hủ tiếu nô công nó đi xa hơn nó để nhiều người biết đến thì mang cái dấu ấn của nô công của xã thường hòa thì trong thời gian tới thì chỗ xã sẽ tiếp tục thì phát huy để cố gắng xây dựng được cái làng nghề hủ tiếu thì quy tụ tất cả các cái hộ làm hủ tiếu trên địa bàn nô công để xây dựng cái làng nghề rồi làng nghề hủ tiếu nô công theo lời giới thiệu của chính quyền địa phương, chúng tôi tìm đến làng nghề tôm khô dinh kim. Đặc sản tôm khô dinh kim có màu đỏ hồng tự nhiên, khó nơi nào sánh được. Đó là nhận xét của những du khách từng tận mắt chứng kiến thưởng thức đặc sản tôm khô dinh kim, đặc sản nổi tiếng ở Trà Vinh. Hiện nay, tôm khô dinh kim đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận là thương hiệu độc quyền trên thị trường. Đặc sản tôm khô dinh kim nổi tiếng bởi được làm từ nguyên liệu thép bạc đất có trong tự nhiên không dùng phẩm màu và được phơi rất khô. Thịt tôm chắc và có vị ngọt đậm. Bà Trần Thị Khâm, ngụ ấp Chà già, xã Dinh Kim, huyện Cầu Ngang, một trong những hộ có kinh nghiệm lâu năm làm đặc sản tôm khô chia sẻ. Không dám nói các nơi khác có không, nhưng ở Trà Vinh thì chỉ có xã Dinh Kim làm tôm khô từ 100% tép nguyên liệu tự nhiên ngoài thiên nhiên, không phải tép nuôi. Đặc điểm của đặc sản tôm khô Dinh Kim là phơi rất khô, nên sản phẩm có thể để lâu như không hư. Do nguồn tép tự nhiên, nguyên liệu làm tôm khô ngày càng ít nên số hộ làm tôm khô ngày càng ít đi. Hiện xã Dinh Kim chỉ còn vài hộ làm từ 30 đến 40 kg tôm khô một ngày. Trung bình thì 10 kg tép tươi làm ra được 1 kg tôm khô. Sản phẩm làm ra không đủ bán, vì vậy khách muốn mua thường phải đặt hàng trước. Thương hiệu tôm khô Dinh Kim đã trở thành một món quà để tặng người thân. Mặc dù nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng khách du lịch gần xa đều biết đến tôm khô của gia đình dì Hai Khâm và phải ghé mua bằng được tôm khô dinh kim chính hiệu để làm quà biếu cho bạn bè, người thân hay sử dụng trong gia đình. Hai mươi mấy năm, bằng lâu rồi, à, mặt đất, tới ruộng không à, không có bằng tết gì bậy bả trơn, không có thì nghỉ, có thì làm, Tết mùa thì nó mới chạy nhiều, tháng này thì nó chạy ít, tháng này chạy bạc non không à chứ không có bạc đất bạc đất từ tháng 11 sắp lên là mới có đất nhiều con bự bự tại vì mình mà ngon người ta kiếm tìm mình người ta mua ở hai mần đó tới giờ có tranh tiếng rồi ai cũng kiếm bà hai hết trơn nhiều khi ở miệt trên xuống không biết thì phải hỏi thăm vô nhà bà hai biết rồi thì mai mốt ta xuống ta mua nữa cầu ngang dùng đất của những đặc sản trứ danh được định danh theo làng nghề. Hơn một nửa thế kỷ, dẫu đã trải qua bao thăng trầm với thời gian, nghề gói bánh thét ở ấp Trà Cuông, xã Kim Quà vẫn tồn tại và phát triển. Và trong hành trình đưa sản phẩm từ làng nghề truyền thống ra thị trường, bà Mai Quản lý, chủ cơ sở bánh thét Hai Lý, chia sẻ, niềm hạnh phúc đối với người dân trong làng nghề là sản phẩm của mình được công nhận ô cốp 4 sao, trở thành thương hiệu đại diện cho địa phương trao đổi với chúng tôi, bà Mai quản lý cho biết, ban đầu bánh tét chỉ được gói đơn giản, bên ngoài là lớp vỏ nếp, bên trong có nhân chuối hoặc mỡ đậu xanh. Có điều ngày nay, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, người dân đã sáng tạo và cho ra đời nhiều loại bánh tét khác nhau. Đó là sự kết hợp hài hòa độc đáo của các nguyên liệu, được làm từ chính các sản vật sẵn có tại quê nhà như bánh tét lá cẩm, bánh tét ba màu, bánh tét thịt mỡ trứng muối, bánh tét nhân tôm khô. Bánh tét trà cuồng đã và đang đánh thức tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần giải quyết việc làm, tạo ra nguồn thu nhập ổn định quanh năm cho các hộ dân trong làng nghề và thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở địa phương. Theo chính quyền địa phương, làng nghề bánh tét trà cuồng có hơn 100 lao động trực tiếp sản xuất bánh tét. Hàng ngày, mỗi cơ sở cung ứng ra thị trường từ 200 đến 500 đoạn bánh tét. Giá đến tay người tiêu dùng dao động từ 70 đến 100 000 một đoàn bánh tét. Đặc biệt, Tết Nguyên Đán là thời điểm bánh tét được tiêu thụ nhiều nhất. Khi đó, mỗi cơ sở có thể sản xuất lên đến 4.000 đòn một ngày. Chính tâm quyết của những người con làng nghề đã chấp cánh cho thương hiệu bánh tét trà cuông dương xa ra nhiều thị trường ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Chương. À, hồi năm 2020 á, thì cô hai được 4 sao. Cô hai cũng gắng, muốn cố gắng lên là thêm được một sao nữa là năm sao năm sau thì hả cái thị trường của mình sẽ được xuất ra nước ngoài à, cô ai cũng mong muốn là được đi nước ngoài thành ra cô ai gắng cố gắng lên được là năm sau qua hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình ô cốp các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn quyền Cộng ngang đã từng bước tạo dựng được thương hiệu hàng hóa chủ lực có lợi thế cạnh tranh nâng cao giá trị sản phẩm tiêu biểu phải kể đến các sản phẩm được dinh danh theo làng nghề như bánh tét trà cuông tôm khô dinh kim trong lộ trình thực hiện chương trình các cấp quỹ chính quyền Quyền còn ngang luôn xác định xây dựng phát triển sản phẩm ô cốp cả về số lượng và chất lượng để thúc đẩy toàn diện trong quá trình sản xuất chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn bảo vệ môi trường cũng như bảo tồn giá trị truyền thống giàu hóa tốt đẹp của địa phương xây dựng nông thôn mới thì cái sản phẩm ô cốp nó mang lại rất nhiều cái nhiều cái tạo một cái tiền đề để cho những cái cơ sở phát triển mạnh thí dụ như là bây giờ cái bánh tét thì, thì, à, của làng nghề à, bánh tét trà cua thì hàng năm sử dụng cái lao động và nguyên liệu tại chỗ nó tạo nên một cái chuỗi giá trị và nó nó kích cầu những cái mặt hàng sau những cái mà để cho cơ sở nó phát triển thì trên địa bàn huyện cầu ngang thì có khoảng 18 cái sản phẩm để đạt chứng nhận ô cốp trong đó là có cái sản phẩm tôm khô dinh kim và để mà tái công nhận ô cốp là kèm theo là cái bánh tét trà cua sau khi mà hoàn thành thì cũng đặc biệt là huyện ủy ủy ban rất là quan tâm chỉ đạo phải xây dựng là cho nó cái dùng chỉ dẫn địa lý để cho tạo một cái cái, cái nền tảng để phát triển và giữ được cái làng nghề truyền thống việc xây dựng thương hiệu sản phẩm ô cốp đã khó nhưng để quảng bá hình ảnh mở rộng thị trường tiêu thụ nâng cao giá trị sản phẩm ô cốp cũng là một vấn đề không hề đơn giản tuy nhiên quyền cầu ngang và người dân đã có những bước đi cách làm hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế những sản phẩm truyền thống của địa phương có dịp thay áo mới tự tin bước ra thị trường phát triển sản phẩm ô cốp câu chuyện đưa sản phẩm từ làng ra phố đây cũng là mục tiêu quyền cầu ngang thực hiện nhằm khơi dậy sự tự lực sáng tạo của cộng đồng để phát triển các sản phẩm đặc trưng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân và thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới bền vững. Chuyên đề nông thôn mới kỳ này đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.